chào, chào mừng quay lại với Gamiko. Trong thời điểm mà Arcane mới ra đến Arc 2 thôi mà đã nổi đình nổi đám thế này thì chắc hẳn các bạn đều đã nghe về Arcane rồi nhỉ. Chuỗi truyền hình do Riot Games phát hành và đang được trình chiếu trên Netflix. Nếu để tóm tắt cốt truyện trong một câu thì Arcane có nội dung xoay quanh cốt truyện và tiểu sử của các nhân vật trong LOL. Nhưng nếu không tóm tắt mà kể hết ra thì video này sẽ dài lắm đó. Vậy nên trong video này tôi sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ để cho các bạn chưa biết gì về LOL vẫn có thể hiểu được và biết thêm thông tin về bộ phim đình đám này. Nếu bạn là người chưa biết đến LOL mà muốn bắt đầu xem phim thì bạn đã đến đúng nơi rồi đó. Còn nếu bạn đã biết rồi thì cứ xem tiếp để xem Tâm nói đúng không nhé. Như thường lệ, trước khi xem thì tôi sẽ nhắc anh em like và subscribe cho kênh. Còn giờ thì xem tiếp thôi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Riot Games, cha đẻ của LOL và nhiều tựa game khác như là Valorant, Legend of Runeterra, TFT. Ngoài phát triển những tựa game đình đám thì họ còn nổi tiếng ở một số lĩnh vực khác, đó là âm nhạc. Và bây giờ thì họ bắt đầu bước chân vào ngành điện ảnh. Một hãng đi làm game mà lại làm nhạc và phim ảnh ư? Cái quái gì vậy? Và nếu mà bạn là người hỏi câu này thì có lẽ rằng là bạn chưa từng biết đến Riot Games hoặc là chưa từng chơi một game nào của Riot cả. Bởi vì điều này đã được công nhận không chỉ bởi những người biết với chơi LOL mà còn cả những người không chơi nó, vì các sản phẩm âm nhạc mà Riot sản xuất là vô cùng chất lượng. Ngay từ những mùa chung kết thế giới đầu tiên, giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất hành tinh của LOL, thì Riot đã có cho mình những bài hát vô cùng độc nhất, thậm chí còn có sự góp mặt của những ca sĩ, DJ nổi tiếng như là Zed, Imagine Dragon. Cho nên khi ban nhạc KDA được ra mắt, thời điểm mà mọi người đều công nhận rằng Riot làm nhạc còn hay hơn cả làm game, thì không chỉ những fan của trò chơi này mà cả những người yêu âm nhạc cũng thích nhạc do hãng game này làm ra. Và trong bộ phim vừa mới ra mắt, Riot cũng có cho mình một bài hát mở đầu vô cùng bắt tai, có tên là Enemy. Đây là sự kết hợp của Imagine Dragon và JID. Ngoài ra thì nếu bạn chưa biết đến Riot Games thì chắc hẳn là có nghe tên một vài sự kiện kết hợp khổng lồ của Riot với rất nhiều tựa game nổi tiếng khác như là Valorant, Fortnite hay là PUBG Mobile. Đây có lẽ là một trong những màn crossover lớn nhất từ trước đến nay của Riot. Và không thể không nhắc đến chính là bản thân LOL, sự kiện Arcane đã cập bến máy chủ Việt Nam và tặng những skin Arcane của Jayce, Vi, Caitlyn và Jinx. Ngoài ra còn có kho lưu trữ, nơi các thông tin về các nhân vật trong Arcane. Và thậm chí cả Legends of Runeterra cũng sẽ có thêm một vài cập nhật mới như thẻ mới Jayce, chế độ PvE và Mega Event Pass. Bên cạnh đó thì TFT hay còn được gọi là Đấu trường chân lý cũng đã có phiên bản mới với một số thay đổi và tướng mới cùng với chế độ double up cho phép bạn được phối hợp với bạn bè. Ok, chúng ta đã được biết sơ sơ về Riot Games rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của cái video này, đó chính là đến thế giới của Arcane, nó chính xác hơn thì vũ trụ chính. Vũ trụ mặc định của LOL là vùng đất Runeterra. Đây là thế giới mà các tướng trong LOL sống và chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ chỉ đi đến nơi mà Arcane xảy ra là Piltover và Zaun mà thôi. Có thể sẽ trong một video khác chúng ta sẽ nói về các vùng đất còn lại. Piltover và Zaun là hai thành phố song sinh, nơi thành phố sầm uất và tráng lệ nằm ở trên là Piltover và nơi tràn ngập khí thải độc hại là Zaun. Zaun như thể một thế giới ngầm chứa đầy tội phạm nguy hiểm và tồi tàn như những khu ổ chuột, còn Piltover thì lại là những phồn hoa phú quý, nơi các doanh nhân, quý tộc sinh sống. Hai thành phố ấy hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại luôn song hành và tồn tại hàng trăm năm trong thế giới Runeterra. Mà đúng ra thì Zaun là thành phố ngầm đúng nghĩa đen vì nó nằm phía dưới Piltover và những người ở trên cũng chỉ coi người ở dưới là hạ đẳng. Và đương nhiên họ cũng tự coi mình là thượng đẳng hơn so với những người ở dưới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Thời điểm trong phim diễn ra nhiều năm trước so với thời điểm hiện tại của game. Đây là thời kỳ Arcane, thời kỳ của công nghệ phép thuật, kỷ nguyên của phép thuật hay còn được gọi là Hextech mới bắt đầu được phát triển. Ta sẽ có thể thấy rõ sự phát triển nhanh chóng của Piltover sau chỉ vài năm ngắn ngủi. Piltover là nơi hội tụ của không chỉ giới quý tộc doanh nhân mà còn có các nhà khoa học, các nhà phát minh lỗi lạc sử dụng công nghệ Hextech để chi phối và sử dụng ma thuật. Trong thế giới này, không phải ai cũng có khả năng sử dụng được phép thuật. Chỉ những người có năng khiếu bẩm sinh mới có thể sử dụng chúng. Nhưng công nghệ Hextech này đã thay đổi hoàn toàn mọi chuyện và là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Piltover. Và sau đây là một số vị tướng sẽ đóng vai trò quan trọng trong Arcane: Jayce, Victor, Caitlyn, Heimerdinger,
quá khứ của họ và sự liên kết giữa những nhân vật này chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú và dần bị cuốn hút vào thế giới này. Trong Arcane, Piltover sẽ lộ ra nhiều bản chất thật của nó, cũng như cho thấy cuộc sống của thành phố công nghệ tiên tiến này. Ngược lại, thế giới ngầm của Piltover, Zaun là nơi tụ tập của những thứ mà người bên trên gọi là cống rãnh, cặn bã xã hội. Họ là tập hợp của những thứ tệ nhất trong xã hội, từ buôn lậu, ăn cướp, giết người, vân vân và vân vân. Những nơi bùn lầy vẫn sinh ra những bóng sen tỏa hương khác biệt với phần còn lại. Có thể nói đến như Echo, Sing, Vi và Jinx. Họ khác biệt không phải vì họ tốt hơn những người còn lại, mà họ có những thiên phú và ý chí khác biệt. Hai thế giới trái ngược hoàn toàn cũng không thể không dẫn đến những mâu thuẫn và chiến tranh. Đúng như vậy, đã có nhiều cuộc chiến xảy ra trong quá khứ giữa hai thành phố này. Thời điểm bấy giờ trong Arcane, Zaun còn chưa được tính là một thành phố. Nó chỉ được coi là một khu ổ chuột dành cho tầng lớp hạ lưu khỏi những người thượng đẳng sống tại thành phố phía trên. Cuộc chiến đòi sự công bằng của những kẻ hèn kém tại Zaun đối đầu với thành phố tiên tiến với công nghệ phát triển là một cuộc chiến không cân bằng. Người Zaun họ không thể đấu tranh để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, dẫu cho họ đã phải đấu tranh cả đời để được sinh tồn. Điều này dẫn đến nhiều thế lực và âm mưu được tạo ra nhằm một ngày sẽ nuốt chửng thành phố xinh đẹp phía trên. Tôi biết, có thể trước khi các bạn đến với video này thì đã lỡ đọc qua một số bài post về giả thuyết các nhân vật như Vander hay là Melmadra. Nhưng ở đây thì chúng tôi sẽ không làm thế. Chúng tôi muốn các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời nhất khi xem phim. Nội dung chính xoay quanh cặp tử thù không đội trời chung, Jinx và Vi. Họ vốn là chị em được sinh ra và lớn lên cùng nhau tại Zaun. Thế nhưng số phận trớ trêu đã dẫn hai chị em đến hoàn cảnh không thể xấu hơn khi đưa cả hai chị em vào một mối thù sâu đậm, một mất một còn. Bên cạnh cặp đôi này thì chúng ta được biết đến Jace và Victor, cũng là một cặp kỳ vùng địch thủ trong thời điểm hiện tại của LOL. Arcane sẽ làm sáng tỏ tất cả những quá khứ đen tối và kể lại những câu chuyện động trời đã gây dựng lên những vị tướng mạnh mẽ như hiện nay tại đấu trường công lý. Dù Vi và Jinx là hai nhân vật chính chủ đạo của bộ phim này, nhưng các tướng nhân vật phụ và câu chuyện của họ được kể rất khéo léo và vô cùng có chiều sâu. Arcane chắc chắn là bộ phim mà bạn nên xem, cho dù bạn có biết hoặc chưa biết về LOL. Đây hoàn toàn là một bộ phim xứng đáng đánh bại Squid Game trên bảng xếp hạng của Netflix. Ngoài ra, cũng đã từng có một bộ phim hoạt hình về tựa game MOBA có tên là Dragon Blood được ra mắt cùng năm nhưng lại không thể đem ra so sánh với Arcane được. Sự chặt chẽ trong lối kể chuyện cũng như xây dựng hình tượng nhân vật cùng với sự điêu luyện của các nhà làm phim, Arcane tạo nên một chiếc điện ảnh riêng cho mình và tự đặt bản thân vào hàng ngũ những bộ phim đáng xem nhất năm 2021. Có lẽ đây cũng là ngòi nổ cho vũ trụ điện ảnh của Riot. Sau Arcane, chắc chắn vẫn sẽ còn những tác phẩm đáng xem khác về các vùng đất tại Runeterra. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe cho Gamenco. Ngoài ra các bạn cũng có thể ghé xem các bài review mới nhất của chúng tôi, hoặc là series phá đảo, và muốn xem các thứ khác nữa. Các bạn đang ở đúng nơi rồi đấy, Gamenco.